Vì sao là đặt chồng nó lên, để nó giữ cái đuôi lại. Đây 5 ly. Thường cái này là mình để khi mà cắt thì mình test được đầu theo cái đồng số này thì mình sẽ tinh chỉnh lại chút xíu, ví dụ là tăng tốc độ mình thải lên xíu, mình giảm một xíu để nó vừa đúng thôi đó.